Mình cảm ơn các bạn luôn luôn theo dõi kênh BDS Cẩm Mỹ 1. Chúc cho các bạn luôn luôn được mạnh khỏe và thành công. Và ai đang xem kênh BDS 1 thì hãy đăng ký kênh, ủng hộ mình. Mình luôn luôn review cho những cái cho các bạn có nhu cầu thôi nhá. Còn các bạn không có nhu cầu thì cứ coi đây là một món quà. Đây là các bạn. Bơ này. Chế bơ cái bơ đấy. Cái bơ nhiều lắm. Bơ trái nhiều lắm. Vườn trái cây đẹp lắm các bạn ơi. Sầu riêng nhiều lắm, nhiều trái. Tí mình cũng mấy trái mang về cho các từ quốc tế nhà mình. Bơ trái nhiều lắm. Xem kênh này. Mình chúc cho các bạn luôn luôn có nhiều điều vui. Thôi mình xin chân thành cảm ơn, tạm dừng video, hẹn video kế tiếp 6 giờ sáng 15 phút ngày mai. Mình có hơi mệt, mình quay tập nhiều người xem, thấy nhiều người xem. Bye bye, bye bye.